Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Hiện tại Thiên Định đang có mặt tại vườn hoa Đào Bé tại đảo Ngọc Trai, dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Và bây giờ thì tất cả những cái tiện ích trong đảo thì đã xong hết rồi. Đường xá, tiểu cảnh, cây hoa, đúng không ạ? Các cái sân vui chơi, rồi các cái sân tập tennis, sân cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, gọi là bóng chuyền, tennis thì đã xong hết rồi cô chú anh chị nhá. Đây, ở đây là Thiên Định đang có mặt tại khu vực đảo Ngọc Trai. Thì ở trong đảo Ngọc Trai này ấy, cái số lượng đơn lập nó chỉ tính trên đầu ngón tay thôi. Số lượng tổng cả là chỉ rơi tầm khoảng 30 căn đơn lập thôi. Và tất cả các căn đơn lập đều có thể view hồ. Và những cái căn đơn lập giá trị trong 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 đảo thì giá trị rất là cao luôn. Đấy, có như chị nhìn ạ, những cái tiện ích này, tiện ích hồ này. Rồi tiện ích bể bơi này, tiện ích khu vui chơi này. Và hôm nay đây là hôm nay đây Thiên Định đang có mặt trong đảo và đang ở trung tâm của tiện ích đảo bé đảo Ngọc Trai. Và hôm nay đây Thiên Định đang muốn giới thiệu cho cô anh chị chúng ta một căn đơn lập của anh chị nhá. Một các căn đơn lập có diện tích là 270 m. Nó nằm ngay tại dãy Ngọc Trai 07 trong đảo Ngọc Trai bé, dự án Vinhome Ocean Park. Một trong những cái dãy mà nó chỉ có 5 căn. Nó chỉ có 5 căn của anh chị nha. Cả dãy nó chỉ có à đâu, cả dãy nó có đúng rồi 5 căn. 5 căn thì hai căn đầu của nó thì diện tích hơn 300, còn diện tích 3 căn ở giữa thì là 270 m. Và hôm nay đây Thiên Định sẽ giới thiệu cho anh chị chúng ta một cái căn biệt thự, phía sau thì view sông và phía trước thì view tiện ích, đúng không ạ? View vườn hoa cực kỳ thoáng luôn. Đó là chính là những cái căn tại đảo Ngọc Trai 07. Thì những cái căn này thì có cái hướng là hướng đông bắc, phía sau thì view sông là hướng tây nam, nó thuộc là Tây Tứ Trạch của anh chị ạ. Và mặt tiền của những cái căn này nó lên đến 15 m, chiều dài của nó là 18 m, khuôn đất là 18 x 15 m của anh chị nha. Vị trí thì rất là đẹp luôn. Ở đây thì những cái căn đơn lập như các cái dãy khác thì đa số các căn đơn lập khác thì đều phải là cụt đường, đúng không ạ? Đường không thông thoáng, nhưng mà riêng Ngọc Trai 7 thì là bao quanh vườn hoa, cho nên chính vì vậy mà con đường nó rất là thông thoáng. Chúng ta không phải quay đầu xe mà chúng ta cứ thế thì chúng ta đi thẳng, đường rất là thông thoáng luôn và gần ngay đối diện vườn hoa, gần ngay tiện ích. Khi buổi sáng của chúng chị chúng ta ra tập thể dục thể thao, đúng không ạ? Ra tập tennis, chật bóng rổ, bóng chuyền, tất cả đều nằm ngay ở trước mặt của chúng chị luôn. Đi bể bơi cũng đi rất là gần, nó chỉ rơi tầm khoảng 3 30 m, 30 40 m thôi. Đấy, đây và cái căn biệt thự của chúng ta đây, cô chú anh chị chúng ta có nhìn nhìn thấy đây. Rất là đồ sộ, diện tích xây dựng một mặt sàn của nó lên đến là gần 130 mét vuông một sàn của như chị nhá. 130 mét vuông một sàn. Đấy, hướng là hướng đông đông bắc. Đấy, phía sau là view hồ. Bây giờ Thiên Định sẽ đi vào và quay bên trong để cho cô chú anh chị xem cái khuôn viên bên trong nhá. Đây. Đường thì đường rất là thông thoáng và cái con đường này thì là cái con đường mà chủ đầu tư vẫn chưa rãi nhựa nhá. Chủ đầu tư còn rãi một thêm lớp nhựa cuối cùng nữa thì mới xong, còn bây giờ hiện tại thì vẫn còn đang đường này vẫn còn chưa rãi nhựa. Đây. Bây giờ Thiên Định sẽ đi vào bên trong để quay cho anh chị xem. Đây, anh chị nhìn thấy không ạ? Đây là một căn đơn lập của anh chị ạ, đơn lập rất là đẹp luôn, cực kỳ đồ sộ luôn. Phía sau của nó là view sông, view hồ đây ạ. Cái này là hồ 24,5 ha luôn, gần ngay với bãi câu nữa luôn cô chú anh chị ạ, rất là thoáng. Đây Thiên Định sẽ đi về phía bên sau, xong đó Thiên Định sẽ đi vào trong để cô chú anh chị thấy được cái diện tích xây dựng của nó rất là lớn. Đây bên sau ấy thì nó có cái những cái con đường dạo bộ ven 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 đảo này, đấy ven hồ này, đấy rồi có bên kia chính là sông, hồ bên kia chính là những cái căn biệt thự tại khu san hô. Đấy, cực kỳ thoáng luôn. Những cái căn biệt thự như này, cả cả cái dãy Ngọc Trai 7 này nó có 5 căn thôi cô chú chị ạ. 5 căn thôi nhá cô chú chị nhá. Số lượng của nó không phải nhiều trong đảo, để mà có một mua được một căn ở đây thì không không phải là dễ dàng đâu ạ. Và hiện tại là căn này đang bán với giá cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, cô chú chị hông, cái hông bên cạnh thì riêng hông này thì cô chú chị chúng ta có thể đưa xe vào đây thoải mái. Đấy, hông này thì đưa xe thoải mái luôn cô chú chị ạ. Phía trước này, phía trước view vườn hoa này. Phía sau sau là view hồ 24,5 ha này. Cực kỳ thoáng luôn. Và bây giờ Thiên Định sẽ đi vào trong để quay cái không gian bên trong cho cô chú chị xem là cái diện tích xây dựng bên trong nó cũng rất là lớn nhá cô chú chị nha. Đây, cô chú chị nhìn mọi nhìn không ạ? Diện tích xây dựng rất là lớn, rộng mênh mông luôn.
một cái căn biệt thự như này ở trong trong đảo như này, và hiện tại Thiên Định chia sẻ luôn các cái căn khác, các cái dãy khác hiện tại đang có giá rơi tầm khoảng từ 45 đến 50, 55 tỷ một căn đơn lập tại cả Học Trái Vé. Nhưng căn này diện tích 270 mét, một cái diện tích cực kỳ vừa phải, và hiện tại đang có giá cũng rất là hợp lý. So sánh với cái giá ban đầu thì là cái căn này hiện tại đang có giá cực kỳ hợp lý luôn quý anh chị ạ. Hiện tại căn này đang bán với giá là 39 tỷ quý anh chị nha. Quý anh chị thấy hợp lý không ạ? 270 mét đơn lập view hồ và đang có giá là 39 tỷ. Nếu quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907 459 550. Thiên Định luôn luôn cập nhật cho quý anh chị chúng ta những cái căn biệt thự và rẻ nhất thời điểm hiện tại, rẻ nhất. Trong cái dãy đấy có những cái căn giá cao hơn nhưng mà Thiên Định luôn luôn cập nhật cho quý anh chị 10 căn trong dãy, thì dãy căn nào rẻ nhất thì Thiên Định sẽ quay và review và giới thiệu cho quý anh chị xem. Đấy. Thiên Định xin cảm ơn chân thành toàn thể quý anh chị đã theo dõi video của Thiên Định. Chúc quý anh chị chúng ta cũng ngày làm việc sức khỏe hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập niềm vui. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị chúng ta ở những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.